Hồi nhỏ mình xem tivi ấy thì mình thấy người ta ăn pizza nhìn cũng ngon nên mình cứ đòi mẹ mua cho bằng được. Thế mẹ bảo là ui dồi ôi, cái bánh này thì có khác gì cái bánh xèo đâu, để tao dán cho mày một chục ăn. Thế mà phải đợi khi đến tận lên lớp 12 lần đầu tiên được ăn cái chiếc pizza nhân dịp sinh nhật đứa bạn thì tôi mới nhận ra là pizza không phải là bánh xèo. Mẹ tôi nói thế để cho tôi đỡ đòi ăn linh tinh. Nhân tiện là đang trong dòng hoài niệm như thế, tự nhiên tôi lại thấy trên Facebook có người quảng cáo bán bánh pizza, bà tên là Linh. Mà tôi vào search trang Facebook các kiểu, hóa ra là chủ của Go Pizza, cái quán mở 24 Phùng Hưng. Thời sinh viên thì bọn tôi hay bảo nhau đây là cái quán pizza dân tổ bởi vì bán tận 3 giờ sáng. Không biết anh em nhìn thấy giống tôi không, mà tôi thấy cái pizza sai lở đấy to hơn hẳn anh em ạ. Tiếp đến là cái món khá ngon là mì phô mai. Cái phần phô mai béo ngậy nó vừa xem xém như thế này, kết hợp với cả tôm với cả mì ý, ăn nó vừa miệng thế không biết. Cơ mà lại phải ăn cùng với cả phô mai cơ, chứ còn nếu mà ăn riêng thì phần mì tôi thấy hơi nhạt anh em ạ. Nhưng mà xuất sắc nhất trong cái buổi ngày hôm nay phải nói đến cái món gà cay phô mai bỏ lò. 100% tôi ăn là toàn thịt đùi luôn, một đống thịt, toàn thịt là thịt luôn, nhìn thích mắt chưa? Anh em nhớ follow kênh tôi nha. À mà có mấy món đồ hay ho mà tôi review tôi để link dưới comment đấy.